hàng thông thường, hàng bình dân là vách này sẽ đục máy và chi tiết nó sẽ không được sâu và sắc nét như thế này. Thợ đục hoặc là những ai mà chiêm ngưỡng cái đồ đục chạm mà nhiều thì có biết, chỉ cần nhìn qua cái đường tách này thôi, nhìn qua những cái đường tách này là biết tay nghề của người thợ như thế nào rồi, không cần phải xem nhiều. Nguyên cái bản tay này hàng thửa nó đã khác hàng chợ rồi, nó dày dặn cũng như là nó cong. Đấy, nó cong và nó rất là dẻo. Đấy, chi tiết nhỏ nhất như là cái dáng chân đây. Đây, cái dáng chân này, chân đục rất là kỹ mà. Cái dáng gọi là đầu lân chân móng. Và các quý vị nhé, hiện tại đang là buổi chiều ngày 31 tháng 12 năm 2021 đây. Buổi chiều ngày thì bên xưởng đồ gỗ là vừa tú tám là vừa lên xong với một bộ mộc, và hàng đây là hàng thửa của anh Tư ở tại Thanh Sơn, Phú Thọ các bạn ạ. Đấy, thì buổi chiều nay thì chúng tôi lên mộc xong thì tôi có quay lại video mộc gửi lại cho anh. Đấy, cũng như khách hàng, quý khách hàng nào có nhu cầu mà đang quan tâm đến những bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách hàng thửa như này thì hãy liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, mời các bác cùng theo dõi trong video clip này. Đấy, trước tiên thì đây là tổng thể bộ bàn ghế đây. Đấy, bao gồm có 6 món các bạn. Đấy, vẫn một đoạn dài, hai ghế nhỏ, một bàn, hai đôn. Đấy, tổng thành và chất liệu gỗ sử dụng chúng tôi là sử dụng chất liệu gỗ hương đá. Thì ngay sau đây thì tôi sẽ đi vào cái đường nét chi tiết để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và tham khảo nhé. Bộ này rất là đẹp và hàng này hàng thửa anh thửa chúng tôi cũng như là làm dày dặn, làm sắc nét hơn. Đấy, đây là hình trên màn hình quý khách hàng, đây là chiếc ghế dài của nó nhé. Chiếc ghế dài này có kích thước là dài 2m và sâu là 65. Đấy, toàn bộ phần gỗ của tôi là chọn lọc. Đấy, lọc lựa vân veo lựa rất là đẹp, lựa tuyển gỗ nhá các bác xem này. Đấy, hàng thửa này, kể cả những cái tay này chúng tôi làm rất là dày dặn luôn. Đấy, ván mặt đây, vân đây, vân hoàn toàn tự nhiên, vân rất là đẹp. Đấy, đấy chi tiết của nó đây, vách này là vách rất là dày các bạn, vách dày và đục chi tiết nó rất là sâu và đục thủ công bằng tay nhá. Đây, vách chúng tôi là đục thủ công bằng tay, chi tiết rất là sâu. Những bộ sản phẩm thông thường, hàng bình dân là vách này sẽ đục máy và chi tiết nó sẽ không được sâu và sắc nét như thế này. Đấy, vách đục bình. Đấy, tiếp theo các bác là chiêm ngưỡng cái phần trường nó đây. Đấy, cái phần vân này, phần vân của cái trường này, vân rất là đẹp, gỗ rất là nạc. Đấy, và cái chi tiết đục chạm của nó thì kênh bong và rất là sắc nét. Đấy các bác ạ, rất là sắc nét. Những trái đào các bác này, đấy, hàng thửa nó khác hàng phổ thông nhé. Đào ra đào luôn, đấy, tiền nào của đấy luôn. Đấy, đào là ra đào luôn, nổi bật quả đào lên luôn. Đấy, những chú chim hay những bông hoa thì đấy, các bác nhìn tinh ý cho em là những cái đường tỉa tách nó cũng rất là sắc nét luôn này. Những bông hoa rất là sắc nét luôn, tỉa tách rất là kỹ. Đấy, nhà em tỉa rất là kỹ. Đấy, những thợ đục hoặc là những ai mà chiêm ngưỡng cái đồ đục chạm mà nhiều thì có biết, chỉ cần nhìn qua cái đường tách này thôi, nhìn qua những cái đường tách này là biết tay nghề của người thợ như thế nào rồi, không cần phải xem nhiều, nhìn qua chi tiết là biết tay nghề của người thợ như thế nào rồi. Đấy, đấy các bác này, đây là gọi là chương đào chim. Đấy, trái đào và chú chim này. À, trái đào rất đẹp luôn, trường ghế rất đẹp luôn, vân tự nhiên này. Đấy, vừa rửa nước xong. Đấy, các bác xem kỹ, em quay các bác xem kỹ, cũng như là anh Tư tại Thanh Sơn đấy, có thể xem kỹ được cái bộ sản phẩm mộc của mình nhá. Đây, toàn bộ đây, phần bàn đây, phần bàn nhà em là đơn đặt hàng của anh Tư là kích thước thì cũng vẫn giống kích thước thông thường, là chiếc bàn này là dài 1m4 và ngang là 70. Đấy, tuy nhiên là bộ này anh Tư đặt nhà em làm là có nghĩa là cái phần khung ván này là dày là 4 phân. Đấy, hàng phổ thông là dày 2 phân rưỡi, như cái này của em là dày 4 phân, ván mặt dày 2 phân, rất là dày. Đây, các bác nhìn cái kẽ ván này, cái kẽ lùa ván này đã thấy nó sâu là biết là ván nó dày như nào rồi. Ván dày 2 phân nhá, hàng phổ thông bình thường là chỉ có dày 1 phân rưỡi thôi, chưa đến 1 phân rưỡi nhá các bạn, nếu hàng phổ thông. Đấy, bên này là hai chiếc ghế nhỏ đây, em quay cho anh Tư có thể xem được sản phẩm, thì anh không ra trực tiếp xem xưởng được thì bên xưởng nó vẫn quay hình ảnh thực tế mộc đấy cho anh xem. Đây các bác này, đấy, quay dáng ghế nhá, quay tổng thể dáng ghế nhá, quay chi tiết thôi thì hơi sáng, hơi ngược sáng một chút các bác, quay dáng ghế cho anh xem. Đấy các bác này, đây ấy, vân cột rồi thì vân mặt đây ấy, anh Tư có thể xem được trực tiếp này. Đấy, cái vân mộc của nó này ấy, mộc mà nó vân nó đã nổi nó đã đẹp như này rồi, khi hoàn thiện BU lên thì vân nó còn tuyệt vời hơn nữa. Vách đây, tay đây ấy,
nguyên cái bản tay này, hàng thửa nó đã khác hàng chợ rồi, nó dày dặn cũng như là nó cong. Đấy, nó cong và nó rất là dẻo. Đấy, hàng thửa nó khác hàng chợ. Đấy, tay nó khác hàng chợ. Đấy, các bác nhìn này, để ý cả ngay cả những cái phần chân, nó chi tiết nhỏ nhất như là cái dáng chân đây. Đây, cái dáng chân này, chân đục rất là kỹ mà cái dáng gọi là đầu lân chân móng và cái dáng chân là dáng chân quỳ. Đấy, bốn chân nó thóp vào chân quỳ đục này. Đục rất là kỹ và mất nhiều công mới ra được một cái dáng chân đẹp như này nhá. Đấy, toàn bộ yếm là chặt xoài và hoa lá tây hết. Đấy, khung mặt rất là dày. Gỗ thì bên em là chọn lọc gỗ đẹp. Với bộ này là khách là đặt. Bộ này khách là đặt. Đấy, các bác này, Vân, đây là đôn này. Đấy, đôn ngồi Vân này. Vân này. Đấy, Vân thái thịt đây. Đây. Rồi. Như vậy là em đã giới thiệu chi tiết. Đấy, quay chi tiết cho anh Tư xem được cái bộ ghế của mình rồi. Thì đây là một lần nữa em lại quay lại tổng thể này. Thì quý khách hàng là có nhu cầu thì hãy liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo thông tin ở trên màn hình đây. Đấy, số điện thoại là 0987 510806. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Đấy, xưởng nhà em có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đấy, toàn bộ thông tin thì ở trên màn hình, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp theo xưởng để có thể đặt hàng được những bộ sản phẩm hàng VIP như này nhé.